sình không dám đi, mà khi bước dưới thì đá ngầm nó nằm ở dưới ha. Không ổn mất hết trơn, đâu còn cái nào đâu. Rồi ảnh thấy gì ảnh mới cho. Dạ. Cảm ơn mấy chú mấy anh đó. Dạ, chú Chính ở Mỹ với lại một cái chị giấu tên ở Canada. Dạ, với chị cũng rất cảm ơn. Dạ. Vì tuy rằng của ít thiệt nhưng mà tấm lòng nó nhiều. Đối với tôi thì tôi cũng rất cảm ơn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và hôm nay thì với một cái trang phục như thế này, Bùi Hồ sẽ cùng trải nghiệm với một cái lão ngư dân mà bám biển này, làm một cái nghề gọi là nghề đặt lú. Nghe nói thì cuộc sống của ông rất là khó khăn. Và hôm nay thì vì cái đoạn đường này nè cô bác quý anh chị, bị gút cả thủy triều rút xuống rồi nên thành nữ còn lộ lên sình, nên thành nữ là nhờ hai anh hai với lại anh Trí là người là những người dân ở đây hướng dẫn qua ngoài kia để gặp ông cụ. Tại vì sáng nay thì Bùi Hồ có hẹn với ông cụ rằng là cùng với ông để đi đặt lú để biết cái cuộc sống của ông hiện nay như thế nào. Nghe nói á thì ông là bị mới vừa mất một cái tay lưới ở tay lú, 10 tay lú đó. Ô đường này cô bác quý anh chị thấy không? Trời ơi, đá này là đá vôi cực kỳ nguy hiểm luôn á. Bén lắm á. Treo leo trên vách đá là có thiệt á. Ghê quá. Cái này là cây xương rồng hả ta? Hôm nay đi biển mà tưởng đâu đi núi không? Dạ. Chắc giả. Cô bác của anh chị thấy những cái mỏm đá này nè, nó lộn chỗn và cực kỳ sắc bén anh Trí. Và ở đây thì dép, đôi dép tổ ong như mình là cái phương tiện là số 1 luôn á. Một là leo núi ở đâu đá vôi như thế này là phải có giày đó. Vách đá ghê lắm cô bác của anh chị. Trước khi được đi với ông hai này cũng khá là vất vả. Đây là cây xương rồng cũng có gai luôn á. Ở đây có ông già này lớn tuổi nhất, ông ta ai nhất cái làng này đó. Ông nào? Dạ ha. Cái cổ ha. Ở đây là gừng. Cái này là cái gì anh hai? Cái này là cây vẹt phải không? Cái mắm hả? Vất vả ha. Nhấp đá treo leo hiểm trở. Cô bác anh chị thấy không? Nói chung khám phá thì nó sẽ có nhiều điều thú vị. Và nó pha lẫn ở trong đó là một cái sự mạo hiểm, đúng không anh? Đi khám phá phải có mạo hiểm chứ, khám phá mà đi phải hả? Có đầu lỗ xin. Ồ, sao một đường... Ai nhưng mà em đổi nón này được không anh Trí? Hả? Đẹp trai không? Được. Mà đổi nón sao nè, đổi nó gọn nè. Thôi, nón này đổi hay hơn á. Con này là mấy con hào nè. Dạ, đổi nha. Đổi nha. Có đồ rồi, tao quẩy tiếp cho. Dạ không. Đổi rồi đó. Chúng hành trình đổi đó. Bây giờ bỏ dép ra hả? Chị chào, chúng đây đưa giấy ra đây, tao bỏ cái bọc luôn. Hai bỏ bọc luôn nè. Hả? Bỏ bọc luôn. Xin không mày? Đây bỏ bọc này luôn mà. Đôi dép mới mua 35 ngàn á. Đây. Thôi.
rất bén, đá này mà không có mình lại chỗ ấy đó luôn rồi, mình phải lại chạy. Dạ. Đá này nó không có dép đi không nổi thiệt luôn á. Rất đau luôn. Vẫn còn may mắn. Xin rồi cô bác cái gì. Ôi dạ. Đá chưa. Đá nha. Đá hả? Đá ngầm ở dưới này nè cô bác quý anh chị, ghê không? Những bước chân bùn trên những bước chân đá mà bước mà ẩu ẩu là nó bị lún vô phải không? Anh kia anh hai kìa. Không phải là sình không dám đi mà khi bước dưới thì đá ngầm nó nằm ở dưới ha. Ây da, đúng. Nó bén lắm á, đi kỹ á. Có nghĩa là lần đầu tiên mà vừa lội đi đá ngầm như thế này luôn á. Đâm cái muốn đứt giò luôn trời. Họ đi theo bước chân của anh hai nè. À, thấy không? Ôi từ đây anh hai không khô được. Ây da. Ây da. Anh Trí mình anh phải nắm mình. Ồ đá rất nhiều luôn. Mà thấy mà khó nhọc cái nghề biển nha cô bác anh chị. Đây khô. Nhưng mà có mai cái là sình ở trên cái mặt sình này nè. Nó có cái cứng á. Nó có cứng nên là nở khơi khi mình đặt cái chân xuống như thế này. Nó cũng chịu được một cái phần nào sự đâm của đá. Nhưng mà tốt nhất là bước theo lối chân của những người đi trước này như anh hai đây. Cái cảnh này thì những người ở khu vực miệt núi thì cô bác của anh chị nè, thấy những cái con hào nó bám không? Anh Trí, đây là gì đây anh? Nè, đập cái gì nhưng mà sao nó có lỗ á? Ôi trời 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 trời, tới đây rồi nó còn vẫn còn đau chân. Ai anh? Ông giáo đi đang thăm đó hả? À, thưa cô bác quý anh chị, thì bây giờ bắt đầu hành trình của mình đó, thì Bùi Hồ đã đến được cái nơi mà ông Sáu thường hay đổ lưới, mà anh hai giới thiệu thì ông sống với cái nghề biển này, nhưng mà thì ông rất là khổ luôn. Và hiện nay thì hôm qua đặt lú ở đây nhưng mà thủy triều cũng xuống rồi. Thử những cái tay lú này nó còn nổi bài lên ở trên bãi khô như thế này. Lần đầu tiên mà thấy lú đặt bãi khô. Con chào ông Sáu. Dạ. Ông Sáu ơi, cho con đeo cái mic vô ông cái nha. Này là cái mic thu âm thôi. Khô à. Đó cá chẻm đá. Con cá này con cá chẻm không sao? Dính nó trong lú mình luôn hả? Trời, lú nó vô. Nó vô đâu không sao? Để về trong này tránh cái đường. Dạ. Hôm qua là thủy triều nước lên thì ông Sáu đặt ở đây, bây giờ hôm nay là nước rút rồi nên là nữ là ông Sáu. Giờ vô hả? Dạ, giờ dạ, vô. Sao mà con thấy nó hiệu quả không sao? Cái này nó sớm mình nãy rồi nó không khó. Ờ. Đấy. Sớm giờ có không sao? Không có mấy con nữa. Hai con cầm cái thùng cho ông nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Ông Sáu là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay sắp tới rồi. 64 tuổi. Dạ. Ồ, ông Sáu ngày xưa giờ sống ở đây luôn hả? Rồi, đó thì cha xe mẹ đẻ thì ở trên Cần Đăng đó. Ừ, dạ. Này nè. Này nè. Con còn hả? Dạ. Con này nó chết rồi. Nó bị nó cạn á. Dạ. Là ông Sáu sống với bà Sáu hả? Dạ. Bà Sáu là năm nay nhiêu tuổi rồi ông Sáu? Này 61 rồi. 61 tuổi rồi. Dạ. Rồi hàng ngày đặt như thế này rồi đủ sống không sao? Bữa nào trúng thì được 200 mấy.
thường là 120 con sống lấp nổi qua ngày nha. Dạ. Mà họ mới đặt đây vắt trơn không còn cái nào á. Bị mất hả? Bị ta lấy hả? Này bị lấy. Sốc rồi đặt đây nè. Để nó đặt trôi vô trong nè. Hả? Cuốn ra ngoài luôn. Trời gì á, mắc tiêu luôn, nhờ chú ba nuôi nghêu đó. Dạ. Chứ cho tiền mua được mấy 20 cái lú. Cái lú này nhiêu tiền không sao? Cái lú này mua lú cũ người ta. Dạ. Có 70.000 à. Là được triệu tư. Dạ. Chú cho tiền mua thấy khổ rồi, chú cho tiền mua lú đặt. Dạ. Mới có lú đặt á, chứ thôi là ở không rồi. Ở không thì ông Sáu sẽ làm gì sống? Thì ấy gặp đặt ba khía. Bữa kiếm chuyện ký ngoài. À, khi được 2 ký đặng mình sống gạo hàng ngày. Ông Sáu làm nghề lú này bao lâu rồi ông Sáu? Làm nghề lú này chỉ là mới có năm nay à. Dạ. Ồ được con cá, con cá nhỏ kìa. Cá này nó ấy cạn rồi. Ba khía là mình đặt như thế nào ông Sáu? Ba khía mình đặt cho cặp bé nước á. Dạ. Nhưng mà tại sao ông không đi xuồng mà ông đi bộ? Đi xuồng sóng này mình đi không được. Sóng này đánh mình hụp luôn à. À. Ông Sáu là người kinh đấy, người Khmer. Người kinh. Nãy giờ 1, 2, 3, 4, 5 năm tay lưới, năm tay đú. Dạ. Mà nãy giờ con có thấy con nào đâu ạ? Vì cạn có bữa dính bữa không vậy đó. Nhưng mà dính thì nó vẫn nằm ở trên này luôn không sao? Dạ, dính thì vẫn nằm trong này luôn. À, ban ngày thì nó khi mà mỗi lần không đi thăm lắm, đi thăm lưới lú ở trên khô như thế này đây. Dạ. Bữa nào em sống á, cái mình chạy xuồng ra, cái xuồng ra đây nè. Ra ngoài này ha. Dạ. Rồi mình đậu ngoài đó đó. Thăm. Dạ. Rồi sóng gió quá cái mình đâu có đi được. Xuồng mình nhỏ. Dạ. Rồi sáng nay vậy dính được con cá đó là ông Sáu bán được bao nhiêu tiền? Cá này á. Dạ. Cá này chắc được 10 mấy ngàn bạc. Trời ơi. Con nghe giới thiệu rằng là ông khổ lắm nên là nữ là con ra đây sẵn con coi cuộc sống của ông như thế nào luôn. Dạ. À, ông Sáu với bà Sáu có mấy người con? 3 đứa. Dạ. Đứa có vợ rồi, nó làm bên từ thiện ở Thọ Sơn An Giang á. Dạ. Đứa ăn viện bệnh viện huyện á. À. Rồi sao không về đây làm ở trên kia vậy ông Sáu? Thì nó có gia đình ở Chảnh á. Dạ. Có hỗ trợ. Có hỗ trợ ông Sáu được gì không? Lâu lâu thì nó lấy gạo về nó cho. Rồi trong ấp bãi giếng á. Dạ. Lâu lâu có người ta cho quà đó. Dạ. Rồi trong băng ấp chỗ tường á. Cho dành riêng lại là sức quà vậy đó. À, công việc của ông Sáu là làm con của ông Sáu là làm từ thiện. Ông Sáu 3 người con thì còn 2 người con nữa làm gì không Sáu? Còn nhỏ gái thì nó nuôi cá năm rồi nó lỗ, rồi năm nay nó nuôi lại bọn chết cũng lỗ nữa. Cá kìa, có được mấy con à? Này cá này không có ăn được. Cá nó, sơn. Cá sơn này không ăn được hả? Dạ. Có con cho. Con ghẻ cơ. Dạ nó ghẻ cũng sáu luôn, ghẻ luôn. Bô ly. Bô ly chứ không phải ghẻ không đó. Dạ. Bô ly đó không có ai mua. Bảy mươi mấy tuổi mà ông đi biển thấy nguy hiểm không? Hồi 6 mấy hay 7 mấy không sao? 7 mấy. 64 ông đi biển thấy nguy hiểm không?
cũng thấy cũng bình thường rồi, nhưng mà có cái mình đi đó. Dạ. Rồi sóng gió quá mình đi không được thôi. Dạ. Chứ chạy êm thì mình đi cũng bình thường vậy đó. Dạ. Mặn bây giờ mặn đắp đổi để sống qua ngày với chú ơi. Chứ mình giờ lớn tuổi làm vậy, chị giờ còn có hai chồng già. Dạ. Với thằng Út. Dạ. Anh Út ba thì... anh ba đằng đó là người mà cho ông Sáu lưới cô bác của anh chị. Anh ông ba thì anh ba này là nuôi nghêu ở đây nè, thấy ông Sáu khổ thì cho lưới, cho tiền mua lú, cho tiền mua lưới lú. Ông ở mất hết trơn đâu còn cái nào đâu, rồi ảnh thấy vậy ảnh mới cho. Dạ. Cho lại mừng lắm luôn ha. Dạ mừng. Nói mình phải nói kiểu mà quá đáng, chứ cũng như mẹ đẻ lần thứ hai. Bởi vì cái đó là cuộc sống của mình đó. Nếu mất hết rồi mình lội vô trong rừng, mình đặt từ con ba khí á, bán không có được bao nhiêu đó, rồi là mình về lội dùng nước gì đó, lội chổng là đặt từ cây gặp đó. Rồi sáng mình mới dở từ cây gặp đó mình mới đi lội chổng là ba khí trang nước á. Dạ. Nó sọt mình lội, nhiều khi lội té đi trên nước á. Dạ. Rồi té xuống nữa, bị nước đâm luôn á. Dạ. Có nghĩa là làm cái nghề đầm mà đặt ghẹ trong đó thì nó vất vả quá. Dạ. Hôm nay mà lần đầu tiên có thấy là đặt lú khô như thế này luôn á. Này đặt lần đó nước lớn. Dạ. Đặt đó con nước lớn rồi cái... Khi nào ông Sáu mới thăm? Sáng. Sáng mai tiếp tục thăm giống như vậy ha. Dạ. Tại vì người ta có xuồng thành thử là người ta có giỏ người ta đi ra xa được. Dạ. Còn ông Sáu không có thì ông Sáu phải đi gần ở đây. Dạ. Bởi vì người ta sóng gió này nó có ghe lớn người ta đi ngoài đó đó, ta đặt. Ừ. Ngoài cạnh ngoài đó. Những người mà có điều kiện được mua sọ giỏ mua xuồng thì người ta sẽ đi đặt ở ngoài kia. Dạ. Còn không có điều kiện như ông Sáu loại bộ đều phải đặt ở trong này. Dạ. Rồi, hôm nay là ở đây vượt được 5 cái lú. Dạ. Thì 5 cái lú như vậy thì ông Sáu nói gần 20 cái lú vậy, còn mấy cái lú còn lại ở đâu? Còn bên đoạn á. Dạ. Thăm hết chưa? Chưa. Bên đó chưa thăm. Chỉ dạ. Là có cái này thôi. Này dạ. Mình thăm bị xa, mình thăm rồi cái mình gọi dài về. Nhà ông Sáu đâu? Nhà ở trong kinh đó đó mà trên cái đường lộ chảnh á. Cái đống cây ở trong kia á hả? Dạ. Tuốt bệnh mà còn đi vô trong nữa, vô gần tới lộ, từ trên lộ xuống khoảng 250 mét mới tới nhà. Lội mệt không sao? Lội cũng bình thường á, nhưng mà đi lâu á thì cái giò này nó muốn sụm về nào sụm mà nó muốn không cho mình đi nữa, cái nó sụm xuống đó cái còn nghỉ ngơi cái mình đi nữa cho nó làm thế nó ấy khớp vậy đó. Dạ. Dạ, còn lại mười mấy cái nữa không sao? Dạ, còn 17 cái nữa. Mà thi đi dở như thế này lâu không sao? Dạ, cũng lâu rồi chú. Lội qua bị xa bên kia luôn ha? Dạ. Ôi ơi, thấy ông cụ không cô bác anh chị? Một lát nữa sao con lội có chút xíu mà từ đằng kia ra đây để con gặp ông là đuối chân rồi đó. Nãy đi lại đó đó có mấy cái lú đó. Dạ. Là của tôi đó. Dạ. Đang đặt đó giờ đi trở lại đổ. Dạ. Đi sao á? Ông Sáu ơi, nếu có, dạ. Có ước muốn thì ông Sáu có ước muốn gì không? Dạ, ước muốn của tôi chỉ là sửa cái nhà với mua số chút đỉnh lú lại à. Để mình sống qua ngày thôi. Chứ không cần gì nữa, sửa nhà cho nó lại được cái giọt mưa gì đó là mình ấm cúng là mình làm nữa được rồi. Nhà ông Sáu nhà gì mà sửa? Nhà cây, nhưng mà ba mấy năm rồi là chưa có sửa, chưa có gì á, chỉ là cắt lên ở từ đó tới bây giờ luôn.
Ông Sáu là quê đâu nè? Ông Sáu quê An Giang. Quê An Giang. À, ở xã Cần Đăng á. Ờ, con biết Châu Thành. À, huyện Châu Thành. Rồi sao ông Sáu phải xuống đây sống xa vậy? Ông Sáu hồi đi hai ông cháu mình nói chuyện. Đây đó là tôi đi xuống Màn Ăn Thất Bại đó. Rồi trước thì đi mua đồ mũ, rồi thất bại thời gian mũ và nó ngưng ăn á, tôi mới xuống dưới này. Lỗ quá rồi, thiếu nợ người ta đó, rồi mới xuống này làm. Có nghĩa là trốn nợ luôn. Dạ, xuống này làm rồi, thời gian mình có tiền đấy, gửi về trả. Có nghĩa là ông Sáu phải trốn nợ bỏ xứ ra đi luôn. Dạ, rồi xuống này nợ dưới này luôn. Lúc đó ông Sáu nợ nhiều không mà phải đi dữ vậy? Rồi đó nợ có hai mấy triệu à. Hai mấy triệu mà sao đi? Có nghĩa là tiền hồi đó nó quý. Tiền hồi đó nó quý à. Đó, rồi thử. Lúc đó là giấy 200 đồng còn xài không sao? Dạ còn. Còn ha. Ồ, hai mấy triệu ngày xưa là 3 triệu là một cây vàng phải không sao? À, chú biết à, đó là tấm giấy 50 đồng đó, mà lúc rồi mới đổi tiền á, cầm giấy 50 đồng á là chú nhịn đói đó. Chú vô quán ăn mà nó hỏi chú thì có tiền lẻ không? Có nghĩa là 50 đồng là nó đã quý vị rồi đó hả? À, 50 bạc á. Dạ. Rồi vô quán thì chú ăn rồi nó hỏi chú có tiền lẻ không? Có tiền lẻ thì nó mới bán. Còn không có là thôi chú đi đâu có tiền thôi. Còn thời gian đó là mà chú đổi đó là chú phải lỗ. À, dạ. À, 48 ngàn, 50 ngàn thì lấy có 48 ngàn. 50 đồng lấy 48 đồng. Ừ, lấy 48 đồng à. À, rồi chú mới có tiền lẻ chú mới ăn. Rồi ông Sáu đi xuống đây được là được bao nhiêu năm rồi? Năm nay là ba mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm rồi? Dạ. Không về quê luôn, bỏ xứ luôn. Cũng về lâu lâu đám giỗ ông già bà già đồ kia đó, rồi về. Là làm nghề biển là bao nhiêu năm ông Sáu? Làm nghề biển nay là cũng ba mấy năm rồi, 31 năm rồi. Là cứ đi bộ vậy thôi, không có đi xuồng? Cũng có chạy thì mình đi xuồng. Xuồng không sao bự không? Xuồng nhỏ. Xuồng mình chở là xuồng ở vùng nước ngọt chở có 25 vạ lúa à. Đó. Rồi tôi hỏi chú chứ 25 vạ lúa rồi mình đi ra này sống gì chưa nổi. Dạ. À, rồi nó quýnh lúc mẹ ra mình đi thì ông lâu của mình nó đậu bên kia lội bộ qua. Bà Sáu thì làm nghề gì? À, bệnh cái giò nó đau tim hoài, nó đâu có làm gì đâu. Dạ. Ở nhà mua ba cái lúa này về giá. Dạ. Cho bà giá đó rồi mình mới đặt. Dạ. Đặt về có cá thì bà đem bán, không có cá thì bà lột cá cơm á, là đánh cá cơm người ta đó lột. Con cái có gửi tiền về nuôi ông Sáu hay sao? Đó không có gửi, nhưng mà lâu lâu mình không có gạo ăn thì nó gửi về. À. Hai người con còn lại của ông Sáu là làm cái công việc gì? Đứa thì nó nuôi cá sát bên dạ, đó. Dạ, nó kể con nuôi cá. À, rồi nó cũng gia đình nó cũng nghèo khổ đâu có giúp được mình gì. Dạ. Còn một người còn lại ông Sáu? Còn Út thì nó đi làm, nó làm nó mua xe thiếu người ta đó không? Dạ, dạ. Sự kiện đi đó, rồi dạ. Mua xe thiếu người ta, rồi xe trả góp á. Dạ. Rồi nó màng tháng nào nó trả tiền tháng nấy. Dạ. Còn à, ăn hàng ngày thì mình lo cho nó. Dạ. Rồi thí dụ nó màng tháng nó đưa về khi 2-3 tháng đưa triệu à, đi triệu ngoài. Dạ. Nó tiếp gia đình vậy đó. Nó dạ. Mua rồi về á. Giúp đỡ ha. Dạ. Có 2 tháng rồi á là nó. Nhưng mà ông Sáu có khi nào nghỉ, ông Sáu sẽ nghỉ làm nghề này không? Thế mình làm đây cũng chừng nào làm hết nổi thì mình mới nghỉ. Dạ. Còn mình còn làm được thì mình cứ làm. Dạ. Dạ. Con cái nào cũng khổ rồi mình đeo theo nó cũng chết chùm luôn. Dạ. Bởi vì mới làm cái lúa mình kiếm sống qua ngày vậy đó.
Rồi ông Sáu đi thăm lưới trưa trưa con ghé vô thay nhà ông được không? Chạy xe đi lại đằng trên lộ đó. Rồi chạy chỗ có tiệm sửa xe Kiều Oanh đó, có đường hẻm chạy xuống đó. Để con chạy có gì con hỏi vòng vòng. Rồi con chạy hỏi ông Sáu là người ta biết gì? Ông Sáu ở gì? Nhà Nam Thanh á. Ông Nam Thanh. Ở sao ông Sáu mà kêu ông Nam Thanh? Bởi vì tôi thứ Sáu. Dạ. Gia đình thì kêu Sáu mà. Dạ. Còn tên giấy tờ kêu Nam Thanh. Dạ. Chạy tới chỗ quân khu là hỏi người ta, người ta chỉ à. Hôm nay thì đến đây được mấy ông anh giới thiệu về cái cuộc sống của ông Sáu này, con có đi theo ông Sáu một đoạn. Yeah. Thì mới thấy được cái khi mà ông vất vả không có xuồng ghe gì đó, ông đi ông đặt ở trong này. Yeah. Cái đó là cái khó khăn. Hôm nay thì cái khó khăn thứ hai là ông lớn tuổi. Yeah. Ông Sáu với bà Sáu thì cũng lớn tuổi. Con thì có dịp dịp đồng hành quay thước phim này cho mọi người xem, con cũng như có dịp có duyên với ông Sáu. Yeah. Thì hôm nay thì đến đây thì cũng không có làm cho ông Sáu chậm trễ cái thời gian nữa. Yeah. Ông Sáu còn đi thăm nhiều mẻ lú đằng kia. Yeah. Thì con thay mặt Mạnh Thường Quân là chú Chính là Việt Kiều Mỹ gửi cho ông Sáu 500.000 đồng. Một chị giấu tên ở Canada gửi cho ông Sáu 500.000 đồng. Thì con tổng cộng gửi cho ông Sáu 1.000.000 đồng. Coi như là mình để trúng mẻ lú sáng nay đi ha. Yeah. Gửi cho ông Sáu 1.000.000. Thay mặt gia đình cảm ơn mấy chú mấy anh á. Dạ, chú Chính ở Mỹ với lại một cái chị giấu tên ở Canada. Dạ, với chị cũng rất cảm ơn. Dạ. Vì tuy rằng của ít thiệt nhưng mà tấm lòng nó nhiều đối với tôi, thì tôi cũng rất cảm ơn. Thì nào giờ mình cũng khổ ha, ít có ai giúp, nhưng mà ngày hôm nay giúp vậy là tôi rất mừng. Cũng như chú Ba là cho tôi được tiền mua lúa, tôi vui mừng lắm. Cũng như là mẹ đẻ lần thứ hai đó, bởi vì mình khổ đó, rồi mắc lú hết trơn rồi, chú cho tiền lại để mình mua để mình sống qua ngày. Chứ đối về nhưng những người ta có tiền có bạc á, người ta đâu có lo làm gì đâu, mình khổ thì mình hãy làm thì chỗ đó là đời sống của mình đây. Nhờ chú Ba cũng nhiều lắm, ông mới giúp mình có ngày hôm nay nè, mới có đặt được ngày hôm nay. Chứ thôi là đi lội vô trong nước đặt ba khía, bữa được 2 ký, bữa nào trúng được 3 ký. Ngày mai con ông đi đặt ba khía được không? Cũng được nha. Dạ. Rồi thôi, có bây giờ hiện nay thì con chào ông Sáu, chúc ông Sáu sức khỏe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, dạ, xin Bùi Hồ sẽ thay mặt ông Sáu xin chân thành cảm ơn chú Chính là Việt Kiều Mỹ ở Việt Kiều Mỹ và chị giấu tên ở Canada hỗ trợ cho ông Sáu số tiền. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, dạ con chào ông Sáu nha. Dạ.